Này thì tôi sẽ review cho các bạn về cái các loại máy chà nhám tròn. Thì hôm nay qua clip này thì tôi sẽ review cho các bạn về cái máy chà nhám tròn IS288B của hãng Unica Đài Loan. Thì khi mua về chúng ta sẽ có hộp đây. Đó, IS288B. Đó, đây là máy chà nhám tròn thì nó thuộc cái công ty là của Unica. Đó. Thì bây giờ ta sẽ mở cái hộp của máy ra thì ta sẽ thấy ở trong nó sẽ có một cái máy chà nhám tròn đây, và nó sẽ bao gồm thêm một cái khóa nhé, khóa để chúng ta có thể là vặn cái đế nhám khi mà chúng ta cần thay đế đó. Rồi tiếp nữa là nó sẽ có cái bạc lít này, rồi cái chứng nhận của hãng này. Đó, chúng ta sẽ có cái bạc lít và cái chứng nhận của hãng đây, chúng ta sẽ có cái chứng nhận của hãng đó. Đó, rồi đây chúng ta sẽ có cái bạc lít để chúng ta thấy được các cái bộ phận đó, biết được các cái bộ phận của cái máy. Rồi tiếp nữa là chúng ta sẽ có, đây là cái máy chà nhám IS288B. Chúng ta sẽ thấy ở trên này nó sẽ có IS288B Made in Taiwan đó, thương hiệu Unica. Thì đây đây là cái nút nhấn đó, nút nhấn để chúng ta có thể là dùng cho cái máy chạy nhanh. Ở đây khi mua về ta sẽ có một cái nút hơi đây, nút để gắn vào đây. Giờ ta chỉ cần gắn thêm một cái đầu hơi vào đây là ta sẽ gắn đường nối khí vào đây. Thì đây thì với cái đế nhám á, thì ở đây là cái đế nhám 5 inch đó, đây là đế nhám 5 inch đó, chúng ta có thể điều chỉnh lại được đây ha. Đó, quay ngược quay xuôi đó. Tiếp nữa là chúng ta sẽ có cái đế 6 inch. Nếu ví dụ ta muốn thay đế thì ta cũng có thể là sử dụng cái đế 6 inch này chúng ta thay vào. Đó, chúng ta có thể sử dụng cái đế 6 inch chúng ta thay vào cái máy chà nhám này. Đó. Rồi máy chà nhám thì nó có thể là với cái đế nhám á, thì nó sẽ có thể có là cái loại đế mà đế gai đó. Nhưng chúng ta ví dụ giả sử như là đế gai như thế này để ta dán cái giấy nhám mà có cái lông lông gai để nó dính vào trong trên cái mặt đế nhám này. Hoặc là nếu như mà với cái đế nhám mà cái loại mà nhẵn như thế này gọi là đế trơn đó, hay gọi là cái khái niệm là đế trơn, thì chúng ta sẽ mua cái tờ giấy nhám mà nó sẽ có một cái mặt keo, chúng ta bóc ra xong ta in vào, thế là chúng ta có thể sử dụng đó. Thì cái máy này á, thì với cái độ bền rất cao, hãng Unica là hãng mà có thương hiệu trên thị trường, nên bởi vậy là các cái sản phẩm mà hãng 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 sản xuất á, là được rất là nhiều người ưa chuộng. Đây, tôi có hai cái máy chà nhám là IS288B. Thì ở trong này á, thì nó sẽ có thêm cái thông số kỹ thuật đó, ví dụ như là 12, tốc độ là của nó là 12.000 vòng trên phút. Đó. Thì cái bát size đúng của nó là 5 inch. Đó, ta có thể gắn cái bát size 8 inch, 6 inch vào chúng ta sử dụng đó. Đó, 5 inch đó. Rồi cái đường hơi thì là ren 1/4 đó, vân vân. Thì trên đây thì chúng tôi đã chia sẻ cho các bạn về cái máy chà nhám IS288B này. Thì hy vọng thì qua clip này quý khách sẽ có thêm nhiều lựa chọn cho mình. Để ủng hộ kênh thì các bạn hãy like, share và subscribe, và cần liên hệ tư vấn thì hãy liên hệ cái số điện thoại trên hotline ở trên clip này, và tham khảo các thiết bị khác ở trên trên clip thông qua website mà chúng tôi đã đưa lên clip này. Thì một lần nữa thì quý khách vui lòng like, share và subscribe để ủng hộ kênh, để chúng tôi có thể là tạo ra được nhiều clip khác hướng dẫn để cho quý khách có thể lựa chọn được các cái sản phẩm mà ưng ý nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý